17 giờ ngày hôm nay, ngày 5 tháng 2 theo giờ Hàn Quốc, đội tuyển nữ Việt Nam có buổi tập làm quen sân thi đấu chính Jeju World Cup, chuẩn bị cho trận đấu quan trọng gặp Myanmar trong khuôn khổ bảng A vòng loại 3 Olympic Tokyo 2020 sẽ diễn ra vào chiều mai tại Jeju, Hàn Quốc. Đây là buổi tập đầu tiên của đội tuyển nữ Việt Nam trên sân vận động Jeju World Cup. Việc thi đấu trên sân vận động từng tổ chức các trận đấu của World Cup 2002 tạo cho các cầu thủ nữ sự hào hứng nhất định. Đây cũng là sân nhà của đội bóng Jeju United FC, hiện đang chơi tại giải K-League Classic. Đầu buổi tập, các cầu thủ được các bác sĩ nhắc nhở việc uống nước, trà gừng ấm để đảm bảo được thể lực và sức khỏe cho buổi tập luyện. Sau đó, các cầu thủ tiến hành thực hiện các bài khởi động khá kỹ đầu mỗi buổi tập. Với tính chất quan trọng của buổi tập chiến thuật, huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung quyết định tập đóng để các cầu thủ tập trung vào từng phần giáo án. Ba thủ môn Khổng Thị Hằng, Trần Thị Kim Thanh và Lại Thị Tuyết tiếp tục tập luyện cùng trợ lý Kim Hồng. Đội tuyển nữ Việt Nam có 1 giờ đồng hồ tập làm quen sân Jeju để đảm bảo chất lượng mặt cỏ cho trận đấu chính thức vào ngày mai. Việc thi đấu ở thời tiết 3 độ C vào khung giờ 19 giờ ít nhiều cũng sẽ gây những khó khăn cho các cô gái. Thái Thị Thảo, nữ tiền vệ đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã có những chia sẻ sau buổi tập. Thời tiết thì về thể thao thì không thể tránh khỏi những cái lúc có thời tiết khắc nghiệt, thì bọn em cũng đã làm quen từ được 6 ngày rồi, thì toàn đội em nghĩ là toàn đội cũng sẽ cố gắng để làm quen và làm cái hưng phấn tốt nhất để cho toàn đội tập trung vào trận đấu, thì em nghĩ là sẽ vượt qua được. Theo kế hoạch, toàn đội dự kiến sẽ có buổi tập nhẹ tại khuôn viên khách sạn vào sáng mai, sau đó họp đấu pháp lúc 10 giờ theo giờ địa phương trước khi ăn trưa, nghỉ ngơi để chuẩn bị thi đấu vào chiều cùng ngày. Myanmar một thứ rất là khó chịu và thiên đá về thể lực, và để hướng tới trận ngày mai toàn đội phải cố gắng làm sao tự tin vào chính bản thân mình, và mình để phá lối chơi của họ thì mình phải cố gắng cầm được bóng, kiểm soát bóng và phối hợp nhỏ và nhanh nhẹn để làm sao thoát được backing của họ. Và hiện tại Dung và toàn đội đang rất tự tin vào trận đấu ngày mai. Ok, thank you. Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đã sẵn sàng bước vào trận quyết đấu với Myanmar. Trận đấu đầu tiên của đội tuyển nữ Việt Nam gặp đội tuyển nữ Myanmar, đội thua đội chủ nhà Hàn Quốc 7-0 tại trận đấu ra quân, sẽ diễn ra vào ngày mai, ngày 6 tháng 2 lúc 17 giờ theo giờ Việt Nam.